Vâng, shop Tuấn Lan lại được gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì bây giờ đang đến mùa bẫy cò, bẫy vạc rồi. Thì để chuẩn bị cho cái vụ bẫy cò năm 2019 này, thì em lại xin giới thiệu cho các bác keo bẫy cò, bẫy vạc các bác nhé. Đây là keo chất liệu thì nó là siêu dính rồi, đảm bảo keo bờ rồ 100% các bác nhé. Nên anh em hàng loại một luôn. Các bác nào có nhu cầu mua keo hay là mua que hay mua cò giả thì alo cho shop để đặt hàng. Shop em đến từ Tân Yên, Bắc Giang, nên là ship COD toàn quốc các bác nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là anh em yên tâm, không phải cọc cạch gì cả. Giá thì chỉ hợp lý thôi. Nên các bác nào có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ để đánh giải trí hay văn nghệ, hay là các bác về buôn bán thêm, thì cứ alo cho shop để đặt hàng. Nên là cũng rất mong là các bác xem kỹ cái sản phẩm để đặt hàng. Keo này thì siêu dính rồi các bác nhé. Màu trắng luôn. Đấy, rất là dính. Nên là anh em đã đánh cò là hiệu quả là 100% luôn. Đây bên shop đóng lẻ cho các bác. Mỗi một các bác một cái hũ này là 1 cân, 1 kg các bác nhé. Đấy, 1 kg. Đấy, nên là rất mong là các bác xem kỹ cái sản phẩm để đặt hàng. Còn que này thì là bên shop đây, một bó này là 100 que nhé. Que là que tre. Đấy, tinh que tre già. Em đặt các bác gót rất là cẩn thận luôn. Rất là nhẵn nhụi luôn. Nên là số lượng thì rất là nhiều. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo cho shop để đặt hàng. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem cái video. Và đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.